Ủa anh ơi, sáng sớm anh ngồi đây làm gì vậy anh? Đọc báo làm gì ông? Chứ Dạ, tưởng tôi em thấy anh đang đọc báo à, mà. chứ tưởng tôi đang làm Dạ, em đọc báo, anh không vô bàn ngồi anh. ngồi vậy nó mới lãng mạn, nó mới thơ mộng. Em cứ tưởng anh đang ngồi thuyền. Thuyền, người ta ngồi thiền chứ ngồi thuyền. À dạ, nhưng mà nói thiệt á, nó cũng đau đít lắm á. Tổ đá này nhỏ quá. Đây nè, ngồi thì nó đã, nó đẹp á, chụp hình thì nó đẹp thiệt. Coi chừng rách cái quần sáng nay, cái quần ăn nói á nha, quần đi coi như là ngồi xuôi đó. Nói đùa chứ sáng ra đọc báo với lại đọc thơ, mà cái này không phải là thơ tình mà là thơ của fan hâm mộ. À, quý vị và các bạn thân mến, tự nhiên sáng nay ra đây ngồi trong cái khung cảnh này, tự nhiên Coleman lại nghĩ đến một cái chuyên mục mới mà nó xuất phát từ tình cảm của quý vị và các bạn dành cho Coleman. Coleman trên cái Coleman FC, tức là fan club, Coleman fan club trên cái group đó, thì Coleman nhận được là rất nhiều cái thư của các người hâm mộ gửi cho Coleman. Và chính vì vậy cho nên là Coleman nghĩ ra một cái ý tưởng là ủa, tại sao mình không đọc thư của người hâm mộ rồi xong mình nói chuyện với các bạn, bởi vì có rất nhiều bạn viết thư rất là hay. Cho nên chính vì vậy ngày hôm qua Coleman có livestream trên Facebook, trên fanpage của Coleman, thì mình cũng có nói là chắc có lẽ là Coleman sẽ làm thêm một cái chuyên mục đọc thư người hâm mộ. Nhưng mà giờ nghĩ ra cho nó một cái tên gì cho nó hấp dẫn thì thật sự mà nói Coleman chưa nghĩ ra. Và thế là cả đêm hôm qua tự nhiên ngủ, cái sáng nay vừa mới bước ra ngay chỗ cái này là cái view, cái không gian ngay trước cái phòng khách sạn của mình á, thì tự nhiên mình chợt nảy ra một cái ý, mình đặt tên chuyên mục mới là chuyên mục Hộp Thư Hồng. Hộp Thư Hồng đó, nghe dễ thương không mọi người? Đó, tức là hộp hồng là mình tượng, nó tượng trưng cho tình yêu. Còn cái hộp thư này, thay vì mình nói là hộp thư tình yêu, hộp thư tình thương hay là gì đó thì nó dài quá, Hộp Thư Hồng. Và chuyên mục Hộp Thư Hồng bắt đầu từ ngày hôm nay. Và Coleman xin được phép ngày hôm nay thì đầu tiên để mở màn cho cái Hộp Thư Hồng tập 1, Coleman sẽ đọc cái bức thư của Bạch Nguyệt Nghi mà trước đó trên fanpage ngày hôm qua mình đã livestream lên fanpage rồi. Nhưng mà Coleman biết chắc là cái fanpage của Coleman thật ra không có đông khán giả bằng cái kênh YouTube của mình đây, cho nên là mình sẽ quyết định làm mở một chuyên mục nữa trên kênh YouTube Coleman nhé. Hộp Thư Hồng đây mọi người, hãy lắng nghe một cái bức thư của một bạn nữ có tên là NN. Coleman xin không nêu tên bạn ở đây. Thân gửi chú Coleman, con tên là Nguyệt Nghi, định bụng tới Noel mới viết cho chú, mà thôi bây giờ viết luôn vì lỡ như lúc đó fan club chú đông quá, không biết vài dòng này có gửi tới chú được không. Con đi học xa nhà hơn 10 năm rồi ạ. À, tính là học xong sẽ về thì con được một công ty Mỹ bảo lãnh ở lại làm việc. Nay cũng được 3 năm. Cuộc sống một thân xa nhà, công việc của con lại di chuyển nhiều. Đi công tác một mình nên nhiều lúc con hay tìm đến YouTube xem đề tài ẩm thực du lịch để bầu bạn. Vì có rất nhiều lo âu phiền muộn một mình không thể thổ lộ với ai. Vô tình con xem được Phượng Hoàng Cổ Trấn clip đầu tiên của chú quay, cảnh đẹp mê hồn. Rồi bẵng đi một thời gian, con thấy cảnh hậu trường và rồi các clip review món ăn mệt nghỉ luôn. Rồi dần dà tự nhiên con có thói quen xem clip của chú. Mỗi sáng thức dậy là notification 4 đến 5 clip mới như một món quà tinh thần. Và rồi con cũng chẳng còn thời gian nào để suy nghĩ, để buồn, để bi quan nữa, ha ha. Bạn bè chia sẻ được gì thì mừng tới nấy, vì ai mà chẳng có cuộc sống riêng. Rồi chừng độ vài tháng nay xem video của chú mới thấy rằng cuộc sống đủ màu đủ vị, rất đẹp, rất đáng sống. Con cảm thấy mọi chuyện đều tự chữ duyên tự nhiên mà thành, như màu của cuộc sống mà chú mang đến. Xám hay hồng đều có những vai trò riêng, nên con cũng không còn hay buồn hay tự dày vò suy nghĩ về những bộn bề lo toan đất khách nữa.
Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai con muốn gửi chú là một lời cảm ơn. Xem được vài clip của chú là con tò mò tự hỏi Coleman là ai? Nên cũng tự điều tra luôn. Nhờ vậy con mới biết chú là biên tập viên Bửu Điền của năm ấy. Hồi chừng 8-9 tuổi, con vẫn nhớ như in là ba mẹ hay coi thời sự VTV lúc 7 giờ tối, xong rồi chuyển kênh qua HTV7. Thời sự với trẻ con xa lạ như người lớn đi đến thăm Nam Cực. Nhưng phần chuyện vui lạ bốn phương, thiệt sự vui vui vô cùng. Con chẳng biết tên chú, cũng không idol gì. Idol là AI xong gạch nối chữ DO, huyền đồ, dễ thương vậy đó. Cũng chẳng idol gì, nhưng con rất ấn tượng về dáng người ốm ốm và hai cái tai rất hợp với quả đầu của chú. Bây giờ mới biết chú tên gì. Nhờ clip review đồ ăn bây giờ, con hôm nay mới tìm lại hình ảnh của con 10-15 năm trước. Mỗi lần thấy chú, con lại nhớ ba mẹ và gia đình của mình rất nhiều. Những khoảng thời gian tuổi thơ êm đềm, đâu ngờ rằng những khoảnh khắc sống bên cha mẹ như thế là vô cùng quý giá. Muốn quay lại cũng chẳng thể nào. Con lại càng gọi về cho ba mẹ ở cách xa nửa vòng trái đất nhiều hơn, thương ba mẹ hơn. Những khoảnh khắc tuổi thơ ngày ấy được chú khơi gợi lại mỗi ngày mà con tưởng con đã giấu kín trong một góc ký ức nào rồi chứ. Hoặc tưởng chừng như đã nhớ nhớ quên quên. Con cảm ơn chú rất nhiều. Hy vọng chú sẽ nhận được một phần năng lượng tích cực từ con và các fan mến mộ để đừng bao giờ dừng lại sự nghiệp review chú. Để đừng bao giờ dừng lại sự nghiệp review nhé. Chúc chú và gia đình luôn mạnh giỏi, luôn quây quần ấm áp và lúc nào cũng vui. Con cũng xin chúc gia đình lớn của chú luôn vững vàng, phát triển rực rỡ và mọi con đường đi đều dẫn tới thành công. Gửi chú từ thành phố Las Vegas. Một đứa kêu chú hát duyên phận, để rồi chú bị rớt livestream và bể luôn show coi bò. Mong chú đừng buồn. Las Vegas, ngày 5 tháng 10 năm 2018, 9 giờ 22 phút sáng. NN ơi, chú thật sự vô cùng cảm động với cái tin nhắn, một cái bức thư có thể nói là rất là dài của con. Chú nghĩ rằng là trong cuộc sống này á, cuộc sống bây giờ ngày càng hiện đại thì cái việc viết thư cho nhau càng ngày nó càng mất đi. Những cái bức thư tay nó không còn nữa. Và kể cả những bức thư mà chúng ta viết bằng trên máy vi tính hoặc là bây giờ trên smartphone cũng hầu như cũng không còn. Và người ta hầu như là những cái ngôn từ người ta dành cho nhau nó không còn nhiều nữa con ạ. Nhưng mà ngày hôm nay con là một cái sự minh chứng cho chú thấy rằng là tất cả mọi thứ đẹp đẽ nó vẫn còn ở đó. Chú thật sự rất là cảm ơn cái tình cảm của con, đặc biệt của con dành cho chú. Và chú thật sự chú cũng không nghĩ rằng là cái việc làm của chú một cách đơn giản như vậy nhưng mà nó lại làm cho con an ủi trong cái thời gian con sống và làm việc ở Mỹ. Chú hoàn toàn rất là hiểu được cái tâm trạng của con, cái tâm lý của con. Bởi vì với một người xa nhà, sống 10 năm trên đất khách quê người, không cha mẹ, không người thân, nó buồn lắm. Chú đã từng đi công tác ở Mỹ, có một lần chú đi khoảng 3 tuần thôi mà mình thấy mình chịu không nổi rồi. Thật sự không biết những người khác như thế nào, nhưng với chú chắc có lẽ là mình đã quen rồi. Ông bà mình nói có câu là ở đâu sống đâu quen đó. Chú nghĩ vậy đó. Mình ở bên đó chừng mới có một tuần đầu, mới một tuần đầu thì mình cảm thấy mình vô cùng thú vị. Bắt đầu qua tuần thứ hai cái mình thấy nó bắt đầu hơi quải quải rồi. Tới tuần thứ ba thì thật sự là chỉ có đếm ngày để trở về Việt Nam. Cho nên là con mở bên đó 10 năm thì chú nói thật sự là chú hiểu được là cái cảm giác của con như thế nào. Mình nhìn nội, mình nhìn những cái món ăn mà chú Coleman review. Mình lại thấy được hình ảnh của quê nhà. Mình thấy được hình ảnh của ba mẹ mình, ông bà mình, bữa cơm gia đình. Chú nói thật những cái đó là những cái thứ mà dù đi đâu, dù có đi bốn phương trời thì lòng vẫn nhớ về quê cha đất tổ thôi. Chú cảm ơn con rất nhiều đã dành tình cảm rất là tốt đẹp cho chú và những cái lời chúc cho chú cũng như gia đình của chú. Riêng chú thì chú cũng hứa với con rằng là từ lúc chú mới làm chú nghĩ chú chỉ làm vui thôi, nhưng bây giờ chú cảm thấy là cái việc làm của chú đang mang lại đến niềm vui cho nhiều người.
và kể cả chú nữa. Thế thì tại sao chú không tiếp tục? Rồi chú chúc cho con tiếp tục cái công việc của con. Chú biết là con là một cái bạn học rất giỏi, con đi học xong con được giữ lại, thì chú biết là con là học rất giỏi, và như vậy thì chú tin chắc rằng tương lai của con sẽ rất sáng lạng, tiền đồ của con sẽ rất tươi sáng, và chú nghĩ rằng là con cố gắng tiếp tục chiến đấu ở đâu cũng vậy. Bởi vì khi mình có một cái môi trường tốt, một cơ hội tốt thì mình cố gắng mình tranh thủ mình nắm bắt. Bởi vì chú nghĩ rằng không có môi trường nào mà tốt bằng những cái môi trường mà ở những đất nước tiên tiến, những đất nước phát triển như Mỹ và các nước khác. Và con đang có một cơ hội thì con cố gắng tranh thủ cơ hội này. Con học thật nhiều để con lãnh hội thật nhiều thứ, để sau này con đủ hành trang, con trưởng thành rồi thì con trở về Việt Nam, hoặc thậm chí con ở Mỹ và con vẫn có thể giúp được cho những anh em, những cái đồng bào mình Việt Nam. Rồi bây giờ thì một chút xíu để mở màn cho cái chuyên mục Hộp Thư Hồng ngày hôm nay. Quan trọng nhất là Coleman muốn đọc cái nội dung thư để cho mọi người nhìn thấy rằng đâu đó những cái ngôn từ chúng ta rằng cuộc sống này đôi lúc nó làm cho chúng ta trở nên nhàm chán và vô vị và vô cảm. Và Coleman muốn rằng là đọc những cái lá thư, hộp thư trong cái hộp thư hồng này sẽ mang đến cho chúng ta những cái cảm giác nó một chút thơ mộng, một chút lãng mạn và rất nhiều tình cảm yêu thương qua những cái ngôn từ ngọt ngào mà cuộc sống này rất cần. Bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Sẽ trở lại với Hộp Thư Hồng tập 2 nhé.